Dạ vâng, xin chào tất cả quý các bạn ở à, Trên tay của mình đây chính là một chiếc uh, camera camera c 6N Nó là một cái loại camera wifi Có độ phân giải là 2K 40p Ở đi kèm với sản phẩm này nó chính là một thẻ chính hãng hết 32GB Với thẻ này thì sẽ giúp cho cam của chúng ta lưu được khoảng thời gian từ 3 đến 4 ngày Trên một mắt cam Thẻ chính hãng các bạn ạ Đối với những thẻ này thì chúng ta sẽ được bảo hành 2 năm lỗi 1 đổi 1 trong vòng hai năm, cả cam cũng như vậy. Đây chính là lý do vì sao mà các bạn sẽ thấy là giá cả ở những người bán chính hãng, thì cả mình bán hoặc là các bạn trên cửa hàng người ta bán chính hãng ấy, thì giá cũng mở giờ khác so với những người người ta bán ở trên mạng, bán ở các trang chợ thị điện tử ấy. Thực tế đó là nó có một điều là giá ở trên đó thì sẽ rất là rẻ. Tuy nhiên thì khi bán về xong thì họ sẽ không bảo hành cho các bạn ờ uh, miệng thì họ nói là bảo hành nhưng tuy nhiên thì khi các bạn gặp sự cố thì gọi thì hầu như là sẽ không được bây giờ mình sẽ bóc ở con sản phẩm này ra để cho các bạn cùng xem ở bên trong nó sẽ có những gì ở video này thì mình sẽ không nói về phần cài đặt và ứng dụng của nó vì uh, mình đã làm khá nhiều những video về cái camera này rồi bây giờ mình sẽ bóc để cho các bạn xem đối với cái camera ezviz với độ phân giải 2k 4mp này thì nó còn những gì, nó có cải tiến gì khác với những loại 2mp hay không? Về thực tế thì nó sẽ không có khác biệt khá là nhiều. Ở bên trên thì vẫn là một cái Ở hướng dẫn sử dụng và chúng ta sẽ có một cái hộp. Hôm nay thì nó sẽ là những cái hộp phụ kiện, mình sẽ lại riêng ra và cuối cùng nó sẽ là một chiếc camera ezviz c6 là 4mp thì với cái vẻ bề ngoài thì nó không khác gì với loại hai mp các bạn nhé nó vẫn là như vậy thôi tuy nhiên thì nó chỉ khác một điều là nó có độ phân giải từ hai mp lên 4 mp thì giá nó chỉ xanh lệch nhau một chút thôi đối với cốc phụ kiện chúng ta sẽ có một cốc sạc này cốc sạc này thì nó sẽ có cái điện áp là 5 v 2 a điện áp ra đấy ạ. Và tiếp tục chúng ta sẽ có một cái đế gắn này Và đây thì mình hay gọi là template để các bạn dán vào tường mà các bạn khoan Tiếp theo là bộ ốc cố định ba ốc Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có khoảng uh, 4 mét để dây cắm nguồn Các bạn sẽ lắp đặt được camera những nơi dễ dàng hơn Một bộ sản phẩm là có như vậy ờ, Nếu các bạn nào có cái nhu cầu Mua thì hãy liên hệ với mình Theo số điện thoại 0366 378 129 Giới thiệu sức qua về camera Thì các bạn nhìn thấy rằng là nó không có khá khác biệt Đối với cái loại 2MP Vẫn là cái khe cắm thẻ nhiều phía trước Và nút reset Ở dưới thì vẫn là một cái Mã cốt QR Ở đằng sau là loa đàm thoại Cộng kết nối mạng LAN và dây nguồn không có khá khác biệt các bạn nó chỉ nâng cao về cái chất lượng hình ảnh thôi. Ở có một số bạn khi xem video của mình ở những video trước ấy thì có hỏi rằng là tại sao khi mua cam về mà các bạn mua thẻ nhớ và các bạn về lắp ấy một là không được, hai là khi các bạn lắp được một thời gian thì thẻ nhớ lại không nhận nữa. Thì mình đã nói cái vấn đề này rất là nhiều. Khi các bạn mua cam ở đâu, bên mình hoặc là cửa hàng nào đó thì các bạn nên mua luôn thẻ nhớ. Vì nó không đáng bao nhiêu cả Vì các bạn đã mua cam rồi thì thể nhớ nó là một phần rất là nhỏ thôi Thì các bạn nên mua chính hãng để chúng ta tránh phải gặp những cái trường hợp Cam bị lỗi bị lưu Đây, mình đang so sánh giữa một con đây Đây là hình ảnh của con 2MP các bạn Hình ảnh nó sẽ sẫm màu một chút Và đây là con 4MP Thì nó sẽ sáng hơn để Các bạn nhìn này hình nó sẽ tối hơn rất là nhiều chất lượng nó khác là như vậy đấy đây là đang trong cái tình trạng là không có điện các bạn nhé còn nhiều khi các bạn có hỏi là cái cách khắc phục ấy thì chúng ta cái camera nó rất là kén thể nhớ phải thể nhớ chính hãng thì nó mới dùng ổn định được nhiều khi các bạn có mua cam một nơi thì các bạn mua những cái thẻ nhớ ở trên mạng nó bán 64 GB 132 GB nó bán rất là rẻ có vài chục nghìn thôi các bạn ham mua về là sẽ không được đâu. Thì trong video này thì mình có một số lời muốn chia sẻ các bạn như vậy. Rồi xin chào hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau.